em xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Em là Trường, phụ trách bán hàng của bên Auto Vượng Phương, có địa chỉ số 18 phố Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em Trường sẽ lên một cái video để giới thiệu cho các bác các mẫu xe hiện đang có và ở bên Auto Vượng Phương, về chi tiết, về thông tin cũng như là cái giá bán của từng chiếc xe để các bác có thể nắm được cái thông tin cụ thể nhá. Em xin mời các bác đến với chiếc xe đầu tiên này. Đây là một chiếc xe ở phân khúc xe hạng sang nhé, Lexus RX350. Chiếc xe thì đây là đăng ký là tên cá nhân, biển Hà Nội này. Xe này sản xuất 2010 nhưng mà đã được độ lên form 2014 này. Đó, đã được độ lên form 2014 và đã có hoán cải rồi, nên các bác hoàn toàn yên tâm về cái đăng kiểm của xe nhé. Hiện tại chiếc xe này đang được chào bán 1 tỷ 135 triệu. Và giá này thì bọn em sẽ chắc chắn là có fix cho anh em nhiệt tình qua trực tiếp để xem xe rồi. Ok, sang với mẫu xe thứ hai này là một chiếc Toyota Camry, một chiếc sedan thuộc phân khúc D. Phiên bản này là bản 2.0e, sản xuất ở Việt Nam, sản xuất 2015 này, tên cá nhân biển Hà Nội. Và hiện tại chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 635 triệu. Đó, tiếp theo mời các bác sang một chiếc xe tiếp theo. Đây là một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản XLS số tự động một cầu. Thì chiếc xe này thì sản xuất 2017 này, cũng là biển Hà Nội này. Hiện tại chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 520 triệu. Ok, xin mời các bác vào bên trong. Phía trong cùng kia kìa. Bên em đang có thì là thêm một chiếc Camry bản 2.0 nữa, cũng là sản xuất tại Việt Nam nhưng mà nó là bản 2019. Chiếc xe này thì là biển công ty. Biển cũng là biển Hà Nội luôn, nên là các bác hoàn toàn đã đỡ được khoảng 20 triệu tiền biển rồi. Đó, một chiếc 2.0e này, có ngoại thất đen và nội thất là màu be. Và chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 785 triệu. Đó, ok, sang bên cạnh của chiếc 2.0e thì là một chiếc Toyota Camry nữa. Đây là chiếc Toyota Camry 2.5Q, phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry. Đây là phiên bản 2019 nhé, có ngoại thất đen này, nội thất bên trong cũng được bọc da màu đen rồi này. Ok, chiếc này thì cũng là tên công ty, biển là biển Hà Nội và đang được bên em chào bán với mức giá là 975 triệu. Rồi, ok, xin mời anh em sang bên này. Thêm một chiếc bán tải nữa để giới thiệu cho anh em nhé. Thêm một chiếc bán tải để giới thiệu cho anh em, đây là chiếc Mitsubishi Triton, bản máy dầu, số tự động một cầu. Chiếc xe này sản xuất 2017 này, tên cá nhân, biển là biển Hà Nội này. Đó, và chiếc xe này hiện tại đang được bên em chào bán với mức giá là 460 triệu. Ok, xin mời anh em về dưới này. Rồi, xin mời anh em tham quan một chiếc xe hàng cũng khá là hiếm trên thị trường, Hyundai Genesis, sản xuất 2010. Chiếc xe này thì mang tên cá nhân, biển thì là biển Hà Nội rồi. Đó, một chiếc xe thuộc phân khúc sedan D, tương đương với Camry luôn. Thì hiện tại chiếc Genesis là bên em đang chào bán với mức giá là 456 triệu. Ok, xin mời anh em sang với cả mẫu xe bên cạnh này nhá, là một chiếc CX-5. Đó, các bạn có thể quan sát chiếc CX-5 này, đây là phiên bản 2.0, sản xuất 2018, tên tư nhân, biển Hà Nội. Và hiện tại chiếc CX-5 này đang được bên em chào bán với mức giá là 725 triệu. Ok, mời anh em qua bên đây. Tiếp theo nữa để giới thiệu với anh em, đây là một chiếc bán tải nữa, Nissan Navara. Thực ra là em cực kỳ thích đi chiếc Navara này hơn hẳn so với dòng Ranger cơ. Mà giá của Navara này nó hợp lý hơn Ranger rất là nhiều. Đây là bản L Premium 2018, nó đã có độ thêm cái phần cản trước body này rất là đẹp này. Đây là tên cá nhân, biển là biển Hà Nội. Và hiện tại chiếc xe này đang được bên em chào bán mức giá là 498 triệu, chưa đến 500 triệu. Anh em sở hữu một chiếc xe đời bán tải đời rất là cao. Đã nói chung là ghế nội thất của nó còn rất là đẹp, ghế da là màu be nhé. Ok, xin mời anh em xuống đây. Chiếc này, hai chiếc này thì bên em đã có khách hàng đặt rồi này, em xin phép là không giới thiệu với anh em này. Đây, giới thiệu anh em một chiếc xe cũng khá là kén người dùng đây. Các bác phải thực sự có nhu cầu mới sử dụng với nó, một chiếc Kia Morning. Đây là bản van 2 chỗ.
Xe này thì mang biển là biển tỉnh này. Sản xuất 2013, tên cá nhân một chủ từ đầu, và chiếc xe này hiện tại đang được bên em chào bán với mức giá là 218 triệu. Anh em thấy giá hợp lý có thể qua bên em xem xe trực tiếp nhá. Thì trên chiếc xe này thì đã được độ lại bộ mâm rồi này. Đó, chiếc xe này đã được độ lại bộ mâm này. Đây là mâm mâm đúc này chứ không phải là mâm bằng mâm sắt kia nữa. Rồi ghế da đã được bọc lại ghế da đen này. Rồi lên màn hình này, có cam lùi và camera hành trình. Đó. Rồi bên cạnh đây là một chiếc Mazda CX-9. Thì trên chiếc Mazda CX-9 này thì xe thì sản xuất 2011, đây là bản số tự động. Bản số tự động hai cầu. Xe thì mang biển Hà Nội rồi. Thì chiếc xe này là bên em đang chào bán mức giá là 465 triệu. Ok. Xin mời anh em sang với chiếc xe bên cạnh nữa. Ok, bắt cameraman lên. Đây là chiếc Mercedes V220. Xe này thì là sản chiếc này sản xuất năm 2015, đăng ký 2016 này. Một chủ đang chính chủ đang bán xe nhá. Thì hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán mức giá là 1 tỷ 330 triệu. Đó, đây là một dòng xe 7 chỗ chạy máy dầu của Mercedes, cực kỳ là bền bỉ luôn. Anh em có nhu cầu thì qua trực tiếp số 18 Thành Thái để gặp em Trường để xem xe trực tiếp nhé. Thì trên đây vừa rồi em đã giới thiệu đến toàn bộ anh em toàn bộ các cái model xe hiện đang có tại cửa hàng, và xe bên em thì luôn luôn được cập nhật liên tục để phục vụ đến cho anh em. Thì anh em có nhu cầu và quan tâm đến cái chiếc xe như nào thì hãy liên lạc với em Trường qua số hotline em để ở trên kênh nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.